Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô bác anh chị có mặt trên kênh YouTube nha. Lời nói đầu tiên Trần Anh xin chúc toàn thể tất cả bà con cô bác có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Đây anh chị ạ, bên em vừa về tiếp tục thêm một con Kia Carnet sản xuất năm 2011. Dòng xe này phiên bản mới rồi nha anh chị nha. Máy là máy 2.0, cửa sổ xăng rúp, ghế chỉnh điện. Và đặc biệt hơn trang bị cho em 2 túi khí, 2 cụm đèn nè, mới tinh, 2 cụm đèn halogen truyền thống nguyên bản theo xe, mặt ca lăng trước biểu tượng của Kia Carnet, dòng xe thương hiệu của Hàn Quốc, 7 chỗ máy xăng, máy 2.0. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em là 9 lít trên 100 km thôi. Đây là form mới là mâm cây rồi nha anh chị nha. Đây là bộ mâm đúc nguyên bản theo xe nè, mâm cây và đi kèm ABS, chống bó cứng phanh nha anh chị, xe đẹp lắm. Bà con coi nè, bốn bộ tương đối là được khá là mới, 70% gầm bề phía trong nè, không có một dấu hiệu là mục mọt, xe chính chủ ký quyền được nha, đầy đủ trên chất xe rồi. Con này có trang bị là gương từ cục từ mở, gương chỉnh điện đầy đủ hết, xe không một dấu hiệu lỗi lầm. Và đồng thời Trần Anh đưa ra một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi cho bà con cô bác luôn. Đây là mâm nè, 4 tháng ABS, mâm nguyên bản theo xe mới tinh. Đây là phần gầm anh chị nhá, gầm bề của em Kia Carnet nè, đồng sơn đẹp lắm, sơn rin phủ lên tới 85% nha bà con. Hai cụm đèn nguyên bản theo xe, không có một dấu hiệu là chạy xước nha. Màu đen mạnh mẽ 65A01245, số đẹp không? 1245, số rất là đẹp. Biểu tượng của Kia Carnet đây nè, form dáng đồng sơn của em nó nè, len keng xà beng chưa. Bốn cánh cửa là không có một dấu tích là lỗi lầm, không một dấu tích là đâm va cứng đục trên chiếc xe nhé. Xe rất là liền, bốn ba vỏ nè, bốn vỏ mới như nhau, gầm bề là nguyên bản của xe, ABS hết toàn bộ nè. Đây là phần gầm nữa chị coi nhé, đó phần gầm không dấu hiệu là mục mọt nhé. Biểu tượng kính Kia nè, không có dấu hiệu là thay thế. Đây anh chị, con này trang bị là gương từ cụp từ mở hết toàn diện trên chiếc xe nè, đó bà con thích chỉnh là ok nhé, rất ok chưa. Đây là phần tắp bi, ghế chỉnh điện và gương chỉnh điện. Đây là phần tắp bi, những cái vân gai trên phần tắp bi nè, không có dấu hiệu là phai mờ anh chị. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, không mất một phần nào, keo chỉ rin nguyên bản theo xe luôn, chất sơn rin còn phủ tương đối từ trong ra ngoài luôn. Đây là có mở cúp điện nè, đây là phần bề gác chân nè, nguyên bản theo xe, mạc tem nguyên bản luôn, lấy về là chạy thôi nhá. Đây anh chị nè, ghế chỉnh điện còn đang hoạt động nè, đó form mới rồi sẽ có ghế chỉnh điện chỉnh 360 độ nhá, đôn hơi nè, nhẹ hơi nè, đó bà con thấy chưa, rất là ok luôn. Anh chị muốn ngã người, anh chị muốn nâng cao, hay là anh chị muốn chỉnh tay vai đều được hết trên chiếc xe nhá. Trang bị cho em nó là từ phần tay gối đổ về nè, ghế nỉ hết toàn bộ nha anh bà con, nỉ non sạch sẽ vô cùng, không có dấu trời xước luôn. Con này trang bị 2 túi khí bên phụ, một túi bên tài, một túi. Anh chị coi vô lăng đời 21 mà đẹp cỡ này nè, dòng này số sàn thôi. Tắp lô, tắp bi anh chị xem nè, những vân gai nè, không giới phai mờ, túi khí nè, e băng nè. Tắp lô anh chị thấy đẹp không? Bên Trần Anh chỉ bán những mẫu xe đẹp về phục vụ cho bà con cô bác thôi, chiếm được một cái tình yêu thương và ưu đãi của khách hàng dành cho bên Trần Anh nha, không bán những mẫu xe lỗi cho bà con cô bác đâu. Đẹp cực kỳ. Đồng hồ là 91.401 km rồi nha anh chị nha. Đẹp len keng, đèn còi đầy đủ chiếc xe rồi. Tắp lô, tắp bi vàng lạnh nè, trang bị cụm vàng lạnh nè, gió lớn gió nhỏ đầy đủ chiếc xe nha. AC kích hoạt nè, lấy gió trong gió ngoài điều hòa thông minh. Đây là chỉnh nè, chỉnh đồ nè, đây là chỉnh chế độ nè, mặt chân nè, sông kiến nè, đầy đủ. Trang bị được một cái màn hình MP3 nguyên bản theo xe rin nồi. Con này như hết bình hay sao ta? À cái này phải đẹp chứ. Côn, máy móc đang mở đây, máy êm lắm, siêu êm siêu chất. Đây là phần vô lăng anh chị coi nè, đây là phần vô lăng nè, những cái vân gai trên phần vô lăng nè, không một dấu tích là phai mờ. Xe này chủ nhà chạy cực kỳ là người ta giữ kỹ anh chị nha. Anh chị coi nhìn củ số cho Trần Anh nè, đời 21 một củ số nó mới như thế này là bà con biết rồi đó,
khay học để đồ, pin nồi chưa, tắp lô tắp bi này, trang bị túi khí không một dấu hiệu là bung nổ nha bà con. Túi khí vẫn đang còn đầy đủ trên chiếc xe rồi, kèo cột viên bản tàu xe rin nồi luôn. Đây anh chị à, trang bị xe nó là cửa sổ sunroof nè, đó mọi thứ chức năng motor hoạt động rất là trơn tru trên chiếc xe luôn, đèn đóm trên trần không thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Khay để gương nè, tấm chống nắng nè, nguyên bản tàu xe nè, không một ngày giờ là đồ chế, không một ngày giờ là dịch vụ trên chiếc xe nhé. Đây là form mới rồi, anh chị coi đồng hồ báo giờ đầy đủ trên con xe rồi đó bà con, có bác lấy về chạy thôi. Máy lạnh Trần Anh đang mở rồi, lạnh ngắt luôn. Tích hợp là vô lăng kết hợp luôn, đầy đủ trên chiếc xe rồi nha. Đèn còi nè, trợ lực lái nhẹ tưng, ngồi một chỗ sau vô lăng thôi. Đây anh chị nè, cục kính nè, cục kính bằng một nút nhấn rất là thông minh nha. Dòng xe 7 chỗ thì chắc chắn bà con cô bác anh chị đã rất là quen thuộc với mẫu xe Kia Carnet rồi, siêu tiết kiệm nhiên liệu và siêu lợi nhuận cho bà con cô bác luôn. Mua về chở gia đình đi chơi, chỗ ngồi rất là rộng rãi, rất thoải mái, đầy đủ hết trên chiếc xe, chả thiếu cái gì. Máy em ru 91.401 km, đó là số km mà em Kia Carnet đã từng cất bước đi trên từng con phố, kèo cột hai bên, dây đai bảo hiểm an toàn nguyên bản tàu xe, không một dấu hiệu đâm va cấn đục, cửa sổ sunroof đầy đủ trên con xe rồi chứ. Đây là phần ghế nè, đẹp chưa, rất là sạch sẽ anh chị nha, rin nguyên một chiếc xe luôn á. Côn ga số nè, không một dấu hiệu là phai mờ, anh chị thấy côn ga số chưa. Đây là anh chị có bệ ghế nè, bệ ghế nút gương chỉnh điện, mọi thứ chức năng còn hoạt động là ghế chỉnh điện nè, ghế tay vai có thể chỉnh lên xuống đều được nha, chỉnh 360 độ ok hết nha bà con có bác nha. Đó chỉ lấy về chạy thôi, xe siêu đẹp siêu cọp luôn. Đây anh chị có phần tắp bi này, những cái vân gai nè, những cái vân gai trên phần tắp bi không một dấu hiệu là khoan đục hay là chém đục trên chiếc xe nha. Từ phần tay nắm anh chị coi nè, mới len keng xà beng luôn. Đây anh chị, bốn cánh chỉnh điện rất là mượt mà, anh chị đứng chỗ nào anh chị cũng có thể chỉnh được hết toàn diện trên chiếc xe nè, không có bị rít ron luôn nha bà con. Keo chỉ lóc khóa chị em an toàn nguyên bản con xe đây nè, chỉ nè, mất phân chỉ nào Trần Anh biếu anh chị con xe này luôn, đẹp như nhau. Đây là phần bề gác chân nè, mở nắp capo lên cho em luôn đi. Hai bên lường nè, hai bên lường toàn bộ là chất sân rin hết toàn diện nha bà con. Đây ạ, ghế đây 7 chỗ nè, từ phần tay gối đổ về, ghế nỉ nguyên bản tàu xe luôn, sạch sẽ lắm, không một dấu hiệu rách rưới nha. Trần nỉ là mới tinh, đèn đóm trên trần đầy đủ hết trên cho bà con rồi, bà con lấy về chạy thôi. Anh chị coi tuy tán tem ốp 7 màu này, trong nách cửa nè, màu đen nhá. Xe này đi hơi bị lịch sự, hơi bị sang trọng luôn. Con này trang bị là hai dàn lạnh nè, dàn lạnh đã được kích hoạt rồi, có máy lạnh rồi nha anh chị nha. Một dàn lạnh tổng điều hòa cho hai dàn lạnh phía sau. Anh chị mở gió to thì dàn sau nó mới lạnh nha, mở gió nhỏ thì dàn sau nó sẽ lạnh gió nhỏ thôi nha. Hai dàn lạnh đang hoạt động, có gió rồi nè, có máy lạnh rồi, đầy đủ nè. Từ phần phía sau thân gối của ghế nè, rin chưa, rin nguyên hết trên chiếc xe luôn mà con, đẹp lắm, siêu đẹp siêu chất siêu cọp, chỉ có ở Trần Anh Ô Tô. Em Trần Anh Ô Tô luôn tự hào đồng hành cùng tất cả các cô chú anh chị trên những cung đường phù sa, ở nơi đâu có đường là ở nơi đó có chàng dũng sĩ Kia Carnet nhé. Keo chỉ nữa, keo chỉ ở phần trong cốp sau nè anh chị coi nè, không mất một phân nào luôn, đẹp như nhau, bao cứng đụng và đồng thời bao ngập nước đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị luôn, tép thoải mái về phần máy anh chị nha. Những mẫu xe bên em đã dọn rất là kỹ lưỡng cho bà con cô bác, bà con cô bác lấy về không phải bỏ thêm 1.000 nào ra nữa, lấy về là chở gia đình đi chơi đi du lịch thôi, chở người yêu đi dã ngoại. Đây anh chị, vỏ đồ Seiko shop còn nguyên bản như thế này, 21.9 năm trôi qua em nó vẫn lặng thầm. Đây nè, phần gối nè anh chị có thể kéo lên nhá, đó phần tay gối nè, 7 chỗ hết toàn bộ anh chị nha, đẹp chưa, len keng luôn, mới tinh. 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, không có một ngày giờ là dịch vụ độ chế đâu nha. Dòng này form mới này nha anh chị nha. Đó, phía ghế phía sau đây, anh chị không thích anh chị có thể gập ghế xuống nè, kéo này ra nè bà con, và gập ghế xuống là phía sau bà con có một khoang chở đồ rất là rộng, phải nói là cực kỳ là rộng rãi luôn nha, rất ok luôn, đẹp như nhau nha.
xe không một vết chài xước, bốn cánh cửa, không một dấu tích là lỗi lầm đâm vai lên chiếc xe anh chị nha. 21 là form mới. Form mới toàn bộ, bốn cánh chỉnh điện, đứng ở đâu anh chị cũng có thể chỉnh được hết. Ok chưa? Nhẹ nhàng không? Phần tắp bi, tắp lô, keo chỉ nguyên van, nguyên bản luôn. Rin nồi không mất một phân nào nha bà con. Hai bên lường cửa nè. Không một chút là móp méo. Xi nhan tích hợp đầy đủ trên con xe rồi. Đó bà con lấy về chạy. Xe đẹp lắm. Trải nghiệm phần máy cùng với Trường Anh nhé. Tích hợp xi nhan tích hợp luôn. Đăng kiểm tháng 7 năm 2021. Đây là nắp capo đó anh chị. Chất sơn rin phủ toàn diện trên nắp capo nhé. Máy nổ êm ru, keo chỉ nè. Keo chỉ trên nắp capo nè. Không mất một phân nào. Hai bên đẹp như nhau. Từ những con tán bản lề không dấu hiệu khui ra chỉnh lại nhé. Hai lường đây. Đây là lường của xe Kia Carren nè. Hộp bản chỉ dẫn còn trì nguyên bản Boe cả biến gió. ABS trang bị xem nó là một cái bình khô. Máy đó anh chị ạ. Đang hoạt động đây. Máy siêu chất nhá. Bà con coi nè, ti tán ốc bảy màu cỡ này nè. Đây là đẹp dàn cao su giấy đỡ của thân máy mà tem tán ốc bảy màu cỡ này thì sao mà khui ra chỉnh lại. Bao máy hết toàn thể cho bà con cô bác luôn. Dòng này sử dụng 1 2 3 4. Đây là thanh của Petfull FI nhá. 4 van xẻ đây. 4 máy 2.0. Dầu trợ lực nguyên bản ra xe, nước giải nhiệt nguyên rin. Hai bên phần thân trụ không một dấu hiệu đâm vai cấn đụng nha. Đẹp như nhau luôn. Đây anh chị nè. Nó rin đến báo cốp nè. Báo nắp cốp cabo rồi còn nguyên bản nè. Anh chị thấy chưa? Nó còn nguyên bản như thế này. Đẹp len ken, trang bờ che nó là hai cụm đèn rin nguyên bản ra xe luôn. Từ những cái con đinh bấm nhựa nè. Nguyên bản hết. Lấy về là chạy thôi, máy có 2.0 à. Chạy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. Cô chú anh chị luôn. Xe không có một dấu hiệu đổ hơi nha. Máy bao nồi luôn, anh chị coi nè. Máy nè, hút xoay kem cò đang bơm nhá. Đẹp chưa? Quá êm, mức giá quá rẻ. Quá rẻ so với một chiếc xe gia đình. Đẹp như nhau anh chị nhá. Không mất một phân chỉ nào luôn nha bà con. Đó bà con lấy về bà con chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa. Xe siêu đẹp. Đam mê mẫu này alo cho em. Hai cục đèn halogen mới tinh anh chị nè. Đèn nguyên bản của xe luôn, mới ken xà beng. Kính biểu tượng, kính chắn gió trước của Kia nè. Không một dấu hiệu thay thế nhé. Anh chị trải nghiệm cho Trường Anh trên phần nóc đây. Đây Trường Anh sẽ bước lên phần nóc cho bà con coi nhé. Đây là cửa sổ sun roof nè. Ron nè. Ron kính là ron chắn gió là nguyên bản của xe luôn. Không dấu hiệu thay thế. Đẹp chưa? Đây là những sóng gân chạy của em nó nè. Rất là mượt mà nhá. Tay nắm trên trên nóc capo đầy đủ cho anh chị rồi. Lấy về anh chị chỉ việc chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Xe bao lỗi. Đây là cụm thắng tay. Kéo ra là mất thắng tay anh chị nhá. Đẹp chưa? Đẹp như nhau nhá. Mới tinh. Chưa có màn hình, chưa có cam dê đúng không? Lại tiếp tục tặng màn hình, tiếp tục tặng cam dê cho bà con, cô bác, anh chị luôn. Trên đồng hồ không có dấu tích lỗi lầm nè. Trợ lực lái nè. Vân gai ở trên vô lăng nè, bà con coi nè. Đẹp như nhau nè, trợ lực lái nhẹ tưng ngồi một chỗ sau vô lăng. Rất là chất. Ghế là không có dấu hiệu là chầy xước luôn. Ghế trang bị là ghế nỉ hết toàn bộ trên chiếc xe nhá. Ghế chỉnh điện nè. Anh chị coi nè, nó còn mới nó như thế nè. Đây nè, những đây là phấn son của nó nè. Còn mới không có dấu hiệu phai mờ luôn. Là con biết chất xe rồi. Siêu đẹp, siêu chất, siêu cọp. Là nàng Kia Carren 2011 form mới. Dũng mãnh cất bước đi trên những cung đường Việt Nam luôn. Len ken xà beng chưa? Trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trường Anh nhé. À, anh chị nè. Đời 21 thì anh chị đừng hỏi cho anh có một gầm hay không. Anh chị thấy những cái đinh bấm dưới gầm không? Đinh bấm nhựa nè. Không dấu hiệu là móp luôn rồi. Đó 21 đó anh chị. 9 năm thôi thì chắc chắn với bà con cô bác rồi. Máy móc chưa từng đụng chạm với một con tán đâu chứ.
chưa từng đụng chạm với một con tán nha anh chị nhá. Đẹp như nhau. Rin chưa? Rin cực kỳ là rin luôn. Đó. Mới chưa? Mới tinh. Lấy về là chạy thôi. Đam mê về mẫu này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Xa xa ở cuối chân trời có con Kia Carin nhỏ màu đen đứng chờ tại salon nhé. Chờ tất cả các cô chú anh chị đón em nó về làm dâu, phục vụ cho bà con cô bác đi trên mọi cung đường Việt Nam luôn ạ. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.